Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Sách chia 1:10:2009, nâng cấp thân hình đầy cơ bắp với cách tiếng thép mất tình làm nghỉ sớm. Cái chiếc Sachi 1:10:2009 là một trong những mẫu xe đạt tốc độ kinh hoàng ở phân khúc 150 phân khối mà được nhìn em chơi xe quan tâm đến. Sau em ấy, các bài cơ tiếp tục phát triển những bản độ đầy cảm xúc. Dẫn chứng là cái chiếc Sachi 1:10 đầu kiển ở dưới đây đến từ bài cơ Bình Dương. Quả đầu chế họa tiết tem màu mè là khá đáng sợ, với những logo nhỏ được cấu tạo là từ titan. Cái đông được cố định toàn bộ bằng ốc vàng bưng điện. Người chủ đã trang bị thêm cái đồng hồ Cosopedi. Có hai loại trên thị trường, đó chính là Dobon và loại còn lại là tích hợp 3 chức năng. Hai yếm trước được tháo bỏ để lộ cái khóa động cơ DOC hầm hố, kết hợp cùng với là cái cắt nước dẫn hoặc cái ống dẫn nước Samco Sport. Trên là cái mẫu xe thêm một độ, nên người chủ đã trang bị cho được sườn chức phần đầu xe ổn định hơn để khi chiến mã phi tốc độ cao được ổn định nhất có thể. Cái dàn chân chế bằng đúc nguyên thủy được thay mới bằng bánh căm niềng nhôm màu đỏ. Việc chế cái niềng nhôm giúp trọng lực chiếc xe giảm đáng kể, cái tác nhanh hơn. Cho dụng cái đầm 4 lỗ nên để dụng là cái đĩa cà phơ có vị trí bắt như đĩa tim của cái chiếc xe chì thì phải thông qua thắt lòng CNC. Xuyên thấu bên trong là một cái điều áp y được lắp đặt ở vị trí là đầy hấp dẫn. Việc trang bị món đồ chơi này đối với dòng xe động cơ y sẽ giúp bổ trợ vào cái lượng xăng buồn đốt đều cho mạnh. Thường thì ở Việt Nam gắn làm kiển là chủ yếu. Bên cạnh là cái bục YS bình dầu rời giúp đáp ứng rất tốt độ nhún nhảy hợp lý cho mọi địa hình. Hệ thống truyền tải với cái bục nhâm xe đĩa vàng phát tăng sơn titan. Các te cũng được lỡ bỏ để lộ ra cái sự phong trần hơn. Cái điểm mạnh tay của chủ nhân này là gác một cây ống xả AM Titan đi cùng chiếc cổ Titan cực đẹp trong từng khúc nối. Việc chế ống xả này cho ra thứ âm thanh tê tán đầy lực. Nếu như canh chuẩn với EQ độ máy thì nó giúp gia tăng cái phần mã lực của chiếc xe. Sachi FE bản nâng cấp cực đẹp đến từ biker trẻ Gia Lai. Cái chiếc Sachi FE 1:10 là cái chiếc xe Hybrid Enable 150cc tự hào nhất của nhà Suzuki. Trên Việt Nam cũng như Exciter 1:10 hay Winner 1:10 đều được những tay dân chơi Việt đậu lại đẹp mắt cách. Không kém gì cái chiếc Sachi F110 FE được một tay chơi ở Gia Lai đậu lại là cực kỳ ngầu. Chiếc xe được người chủ thay đổi rất nhiều những bộ phận như là mang lại cái cảm giác nhẹ nhàng cho người nhìn. Em ấy được khoác cho mình một bộ áo full đen. Cái phần đĩa phanh trước là của Race Boy được thiết kế nổi bật với ốc rô tì. Em ấy còn được trang bị cái giảm sát sau từ của Holin. Cái phần bánh xe cũng được thiết kế lại nhỏ gọn, chứ cái nhông sên là Phanto cộng với đĩa tải nhôm. Cũng không thể bỏ qua được cái cặp đùm trước và sau Prat siêu nhỏ. Trên phần tay lái là quả nổi bật với cây trợ lực Holin điện với ốc rô tì. Xe được gỡ bỏ cái phần nhựa bên thân xe để lộ ra cái lọc gió Canon ở bánh úp. Ống nước Samco phần bộ, cái phần bô cũng được thiết kế lại đẹp mắt với cơ bộ titan và bô carbon. Với những món đồ chơi sơ sơ cũng đủ làm chiếc xe nó bật một cách là không tầm thường. Với ngoại công và nội công thâm hậu như vậy đủ làm những cái thanh niên rất là hài mũi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để kiếm tiếp, nhớ like, subscribe.